tối mùng 3 Tết, chợ đêm Đà Lạt lúc nào cũng keng kính du khách, trở thành điểm nóng du lịch Tết. Hầu hết du khách đến từ Đà Lạt đều dành một đêm ra chợ mua sắm và ăn tối. Chợ đêm Đà Lạt thành điểm nóng du lịch Tết, dù cho Đà Lạt năm nay không đông du khách như những năm trước. Từ đêm mùng 3 Tết, lúc nào chợ Đà Lạt vào và khu lân cận cũng đông nghẹt khách. Các tuyến đường hướng về chợ Đà Lạt và khu Hòa Bình lúc nào cũng trong tình trạng quá tải. Xe máy có thể di chuyển tương đối dễ, xe hơi và xe cây, chở khách đoàn chỉ có thể xếp hàng nhích từng chút một. Theo nhiều du khách, dù biết chợ đêm Đà Lạt đông đúc nhưng đi chơi thì thích chen chúc một chút cho có không khí và đến chợ check-in là chính, có thể ăn vặt cho vui. Với nhóm du khách gia đình đến chợ đêm Đà Lạt vì ở đây có đủ ăn nhậu, mua sắm, ăn vặt. Gia đình tới đây rồi thì mỗi người mỗi chuyện. Năm nay chợ Đà Lạt có tâm thế đón khách du lịch biểu hiện rất rõ ở cách tổ chức không gian ăn uống, mua sắm tách biệt. Ngoài ra, lực lượng trật tự luôn túc trực để đề phòng các sự cố về an toàn cho du khách. Nhiều du khách nhận xét chợ đêm Đà Lạt dịp Tết này sạch sẽ hơn những năm trước. Lực lượng dọn vệ sinh thường xuyên đi dọc các trục đường để dọn một số rác du khách vô tình xả ra.